Lưu ý, video này chỉ mang tính chất giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào hoặc đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ê, Karan, 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 bây giờ ông có thể ăn được cái cục đất ở dưới chân ông không? Làm sao ăn được cục đất bà nội? Thì bây giờ ông đào thử đi qua ông ăn được không? Đấy. Rồi, ok, đào thì đào, rồi. Rồi, bây giờ ông đào cục đất ở dưới chân ông đi qua ông ăn được không? Cái gì mà tự nhiên bắt mình gọi là ăn cục đất vậy ta? Không, không có ăn được nè, ok, chỉ có thể gọi là đặt ra ngoài được thôi, không ăn được. Bây giờ nếu mà tôi ăn được cục đất này, ông phải cho tôi 500 cành được không? Ok luôn, 500 cành. Để tôi ăn thử coi nha. What? Sao ăn được vậy? Đây, tôi ăn đất trong xe thử nè, đây đây nhá. Mình là xin lỗi anh nha, và chồng sẽ yêu của mình, và chồng có trở lại video của mình cùng với Karan. Ok các bạn, như các bạn đọc tiêu đề hôm nay, mình với Karan sẽ ăn mọi thứ trong Minecraft. Trời ơi, hồi đấy Karan cũng không ngờ mình ăn được cục đất luôn mọi người. Gây không, gây không? Chim đã ăn đất rồi, rồi cái giờ là chim lại đi ăn đất luôn á. Trời ơi, à, quên, quên, quên. Các bạn ơi, các bạn nhớ nha, video này chỉ là video trong game thôi nha mọi người. Những gì mình ăn là chỉ là trong game, mong các bạn không thực hiện nó ở ngoài đời cho mọi người. Ok. Đó, bây giờ Karan để tôi hướng dẫn cho ông nha. Bây giờ đầu tiên ông ngoại lá cho ta đào một block bất kỳ nè. Đó, sau đây ông bấm một cái phím gì đó đi. Bây giờ tôi sẽ bấm, bây giờ ông bấm thử đi, một ông ăn thử coi. Ăn thử coi. Tại sao sim lại phải bắt gọi là cái thực hiện cái thử thách gì kỳ lạ chứ ta? Trời ơi, hôm nay chúng ta sẽ làm thử thách ăn tất cả mọi thứ trong Minecraft, kể cả gọi là hoa lá cành các kiểu. Và lưu ý đây là video game cho mọi người, gọi là gì ta, lưu ý không được thực hiện ngoài đời. Ok, lưu ý. Ping pong, ping pong, ping pong. Ok, đây tôi sẽ biểu diễn mọi người ăn tất trong Minecraft. Nhom 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 nhom. Nhưng mà nếu mà Kai không thích nó, Kai có thể wow, ủa được luôn hả? Wow. Được, Kai có thể nhổ ra được nếu Kai không thích nó, được không? Đấy. Ủa, ông không nhổ được hả? Ôi. Wow. Hay quá. Ôi, Kai, Kai, ở đây có con bò, là tôi ăn con bò trước mặt trong coi nè. Trời ơi, nhìn tôi đi. Wow. Con bò trước mặt là sao? Chết, chết, nhầm, ăn nhầm. Đó chưa, tôi đang ăn con bò nè. Wow, bò cho tôi cắn. Tôi ăn, tôi cắn con bò luôn. Rồi cây cắn chuột với rồi, cây cắn chuột với. Chúng ta đã hút máu bò. Cái bò lực quá vậy, bò lực quá. Hôm nay nó thử thách mà, oh my god. Ủa Kai khoan, vậy thì Sim với Kai có thể cắn nhau được không ta? Đâu được, Sim đứng yên rồi, đứng yên nha. Vô duyên, vô duyên quá. Để tôi cắn con bò coi tôi gì. Ăn con bò, con nhâm 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 nhâm. Sao khó vậy? Tôi phải ăn con bò này. Con bò này to lắm chị ơi, bò này đúng to luôn á. Trời ơi to quá, mọi người cắn không có được mọi người. Nhâm nhâm nhâm. Cắn phụ nè, cắn phụ nè. Sao ta. Ôi, ê, xíu xíu xíu, cây nhổ ra được thịt bò nè. À, tức là mình cắn nó là mình sẽ nhổ ra. À, tôi hiểu rồi. Ôi, mình không ấy đâu mà cắn cho nó gọi là chết được đâu. Mình gọi là một khi nó cắn nó là mình đã có miếng thịt của nó rồi. Ok ok, hay quá. Trời, thế là tụi mình không cần gọi là gì ta, tiêu diệt bò, tụi mình vẫn có gọi là gì ta, thịt bò cho mọi người. Ok. Chim ơi, chim ơi, giờ cái nói chim nghe nè. Bây giờ mình sẽ gọi là thứ nhất là mình sẽ đi ăn đá nè, mình sẽ đi ăn gỗ nè, đi ăn cây nè. Trời ơi, sao tôi cảm giác như tôi là cái gì cũng ăn được hết các mọi người. Như robot, à không phải robot gì ta, như quái vật gì mọi người. Đây, đây là cục khúc gỗ cho mọi người, tôi sẽ ăn nó. Nhâm 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 nhâm. 3, 2, 1, cụng gỗ, ăn thôi. Cung. Ngon quá Sim ơi, ngon quá. Ui, mình nhổ ra được nè mọi người. Ok không. Hay quá à. Hình in cute hết nấc, form rộng, thời trang thoáng mát. Chữ Hero Team in nổi, có tới 4 màu, xanh, trắng, đen, hồng, cực dễ phối đồ, mix match phụ kiện, chất liệu cotton cao cấp, dễ dàng hoạt động cho cả ngày thoải mái. Áo Hero Team V4, món đồ không thể thiếu trong mùa hè này, nhanh tay đặt hàng nào các bạn ơi. Rồi ok, bây giờ nghiêm túc nè, bây giờ tụi mình phải đi kiếm nhiều đồ khác nè. Ê khoan, bây giờ mình thử gọi là có khi nào mình ăn mấy cái gọi là như là kim cương sắt đá vô mình biến thành người kim cương không cay? Có khi vậy. Cũng có thể lắm, ví dụ cũng có thể lắm. Ôi, tôi nhổ. Hồi nãy ta cục gỗ tôi nhổ ra nguyên cục gỗ này. Ồ khoan, tôi nhổ thôi coi. Ồ, hồi nãy tôi cắn cực kìa. À, nãy mình cắn con bò. À, ôi chết rồi, mình đói rồi. À, quên, mình nhổ hết thức ăn của mình. Mình quên đó, mình nhổ hết thức ăn của mình. Ok đây. Ờ đúng rồi, ai nhổ thì ai cũng sẽ bị đói luôn nè. Ờ, hiểu rồi, tức là cái gì tôi ăn vô mà tôi nhổ ra tôi sẽ mất hết thanh gọi là gì ta.
Cái Thanh đói á mọi người. Ok. Chị mời tính ra nếu mà mình chơi sinh tồn mà chơi theo cái chế độ này là mình sẽ không bao giờ đói đâu hết. Tại vì giờ mình mà đói mình đi đập cái cục đất mình đi ăn luôn cũng được. Đúng rồi. Đâu? Đây là cây ghiều. Ôi cây ghiều ngon quá. Cái gì vậy trời? Đừng ca ghét mọi thứ chứ. Bây giờ mục tiêu của tôi sẽ đi kiếm kim cương mọi nhà. Đó, kiếm kim cương để mình có thể ăn được quả kim cương. Mình sẽ biến thành người kim cương mọi nhà. Đó, trời đất ơi là trời thú vị quá. Ok. Ê, ở đây đó có cái từ từ đó. Ủa, xong có gì chưa nhỉ? Ủa đâu rồi? Ủa? À không vậy, cây định lấy cây nấm nhưng mà cây đào nãy giờ không ra cây nấm. Ai bây giờ tụi mình phải đi nướng thịt bò cây ơi. Bây giờ Jim đói quá. À. Bây giờ mình phải đi kiếm đá mọi người, đi kiếm đá. Đá này, nó này có cái này có đây 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 đây. Ồ hay quá. Ôi có sắt nè. Có sắt luôn đây. Ok wow. ok. Mình có ăn được đó không ta, để mình ăn đá ăn sắt thử coi. Nhung 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 nhung. Mình sẽ xin thử nhổ ra. Ôi ok, tôi nhổ ra thử coi. Mình nhổ ra cục sắt. Hay quá. Ok ok. Nhưng mà ăn này lâu quá mọi người. Ăn này lâu quá mọi người. Đâu, ăn thử coi. Đây, cái này cố gắng ăn được, cái này cố gắng ăn nè. Rồi nhổ ra coi. Hay quá à. Trời ơi, bây giờ đi mai bằng cái mồm với mọi người. Trời ơi, tôi giờ mai bằng mồm với mọi người. Nhâm. Tính này cái này hơi bị hay luôn á. Đúng rồi, đấy. Nếu mà chúng ta không có cúc đá. Ôi khoan, vậy là kim cương chúng ta cũng không cúc sắt đúng không ta? Chúng ta có thể ăn nó mà, đúng không? Đúng rồi, chúng ta có thể ăn mà. Trời ơi, tôi giận quá mọi người ơi. Trời ơi, ok rồi đây. Cái lò nè, để tôi cần nướng thịt bò gấp. Tôi đang rất là đói nha mọi người. Đó, ok, bây giờ mình sẽ... cạp cục sắt đây. Mình thấy cái vớt này đúng mắc cười lắm mọi người. Nhông 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 nhông. Đi đào sắt, đi đào sắt, đi đào sắt rồi. Trời ơi, tôi nuốt sắt thôi mọi người. Trời ơi, mắc cười quá. Đói á. À chết, quên mất, mình mà ăn cục sắt mình cũng có độ no mà mọi người, quên. Trời, không thể gì ta, không thể gọi là ăn như vậy được, nó hơi gọi là gì ta, hơi bị khó. Ôi ơi, cái này nó cũng rất là hay. Một cái đó chứ là bây giờ cai đang ăn cục đất á thì cai sẽ bị nhiễm độc xin mà. Ồ thế thì thấy người cai có effect không? Đâu ồ xin tắt cái effect mất tiêu. Đâu, để tôi bật effect thử coi. Đâu, ủa mất tiêu rồi. Lúc mà xin bật là cái hết được phát rồi xin ơi. Ok rồi, bây giờ tôi sẽ ăn thịt bò rồi mọi người. Trời ơi, em tôi không phải ăn mấy thịt bò mình nhổ ra đâu, tôi nhổ thử coi. Ủa sao mấy thịt bò tôi nhổ ra biết mãi là sao? Tôi ăn thử coi. Ôi ô xin ăn thịt. Trời ơi, ăn cái gì mà thúi vậy trời ơi. Ăn đá là sẽ bị gọi là gì ta, bị gọi là nhiễm độc luôn. Trời ơi, nghĩ sao cuộc đời cũng có gì ăn đi, ăn đá vậy trời. Khoan, ăn đá bị nhiễm độc hả? Mà tức là bây giờ nếu mà Sim gọi là ăn những cái thứ gì đó mà nó không có liên quan tới gọi là cây cỏ đồ là chắc chắn sẽ bị nhiễm độc luôn. À, tức là cái này cũng có một chút nhân văn, chứ là các bạn gọi là ăn thiên nhiên thì được, còn nếu các bạn ăn khoáng sản các bạn sẽ bị gọi là nhiễm độc mọi người. Đấy, ghê quá. À hay, cây sẽ đi kiếm hoa cây ăn nè, cho đi nhiều hoa đó. Ủa kiếm hoa ăn luôn hả? Ê hãy tôi mấy cành nhé, tôi cũng muốn ăn mọi người. Từ từ xin đợi tí để cây đi hái hoa cho xin ăn nha. Trời ơi, cho tôi giúp con bò vậy mọi người. Xin mời. Đâu. Xin ơi, đây. Đâu gì vậy? Đây. Lấy cái quà tặng xin nè. Ghê quá. Quà cái tặng xin mà. Ông nghĩ sao ăn được? Vậy là sao? Ông ơi, cai cho kia nhiều hoa cái ông hái cho tôi đi. Đó, hoa trắng hoa hồng. Hái cho tôi đi. Trời, nghĩ sao vậy? Bẩn dễ sợ. Ông ăn rồi sao ông nhổ ra cho tôi ăn, mất vệ sinh dễ sợ. Trời đất ơi là trời. Nhưng mà nó vẫn là món quà của cai mà. Ai, món quà của ông từ ăn mình ông đi. Trời, ông kêu tôi làm gì? Ủa khoan, nếu mình ăn cừu mình có nhổ ra cái gì ta? Chết rồi. Nhổ hết thức ăn rồi. Nè chim ơi. Đâu. Tôi cần đâu. Dạ chim à. Ông phải hái cho tôi, sao ông lại nhổ ra? Không, không hái được. Nè, đây là món quà cái tặng cho Sim nè. Vô duyên nè. Trời đất ơi, con người gì đâu vô duyên á mọi người. Trời ơi, Sky xứng đáng vậy là bị tát thôi mọi người. Để tôi ăn cái này được rồi. Ăn nè. Trời ơi, cho tôi ăn cắn miếng thịt của bạn đi. Ngon quá bạn cừu ơi. Trời ơi bạn ngon quá. Ok rồi, để tôi nhổ ra thử coi. Tiêu.
Ồ, mình được miếng thịt cừu. À, ok ok, trời đất ơi. Cảm giác gọi là chị vừa không gọi là chị ta làm mấy bạn cừu đau mà mình lại gọi là cũng cắn được mấy miếng thịt của mấy bạn ấy mọi người. Ôi. À, ví dụ như bây giờ mình chơi cái chế độ này là mình sẽ bất tử luôn. Đúng rồi. Khoan khoan, bây giờ có sắt này. Cài tụi ăn sắt thử coi nha. Đây đây đây, đây cục sắt nha. Ăn thử coi tụi có biến thành người sắt không. Nhom 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 nhom. Ồ, mình ăn sắt vô mình được bảo vệ nè. Oh my god, mình được cái bảo vệ nè guys. Này này cho ăn cục sắt này. À, tức là mình ăn một cục sắt vô mình sẽ có gọi là cái bảo vệ này mọi người tầm khoảng 1 phút mọi người ạ. Ờ đấy, hay phết. Ừ. Ồ, hay hay hay. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo mục đích của chúng ta chính là kiếm kim cương mọi người ạ. Đấy, để tôi không biết gọi là kim cương sẽ gọi là gì ta cho chúng ta những sức mạnh gì mọi người. Tôi mong là ơi, càng nghĩ là cái hầm này á nó đủ gọi là để chúng ta đi xuống kim cương luôn á Sim. Ủa thế á? Ok, để mình kiếm được có cái làng nào không? Ôi, nó nhiều sắt quá à. Wow. Ok, bây giờ là chúng ta sẽ gọi là chơi gọi là Minecraft gọi là thật thụ luôn nè. Nãy giờ là chỉ đùa với mấy bạn thôi. Trời ơi, ông ơi, ông thấy không? Tặng tôi ông nhổ ra vậy à, ghê chết đi được. Tay lên kinh vậy. Bình thường là mấy cái cặp đôi khác á người ta sẽ gọi là tặng hoa theo kiểu gọi là mua hoa đẹp đẽ tặng nó quá bình thường không cay mới làm vậy nó mới đặc biệt chứ nó đặc biệt á. Ơi ờ ha mốt mốt đi mốt ông tặng tôi kiểu vậy mốt ra ngoài đời á ông nhét hoa vô mồm ông nhổ ra ông tặng tôi đi. Ờ ông mình... ngoài đời cay cũng làm vậy mà ghê quá à. Trời ông tự ăn mình ông đi chết được rồi. Ok rồi phải đi lấy gỗ bây giờ phải lấy gỗ để có tài nguyên cái đã. Đúng rồi đó, ông ăn miếng gỗ xong nhổ ra. Ê bây giờ cay cũng cần lấy đồ ăn luôn á tại vì mình có thể ăn bất cứ thứ gì mà. Ờ đúng rồi đấy nhưng mà cũng phải biết lựa nha mọi người đấy chứ bây giờ ăn mấy cục đá cục tha là xác định sẽ bị gọi là gì ta sẽ bị mấy cái hiệu ứng xấu mọi người đấy. Ok ôi khoa mình khoảng 21 mình có ăn được hạt giống không ta chắc mình ăn được nhờ mình ăn được hạt giống ăn được luôn hồi nãy cay mới ăn hạt giống luôn nè. Ồ ok trời tụi mình là quái vật trong thế giới này mà tụi mình ăn cái gì là cái trơn mọi người. Khoa chúng mình ta là lũ quỷ. Đúng là lũ quỷ luôn mọi người. Rồi đấy trời cái hang này nó nhiều tài nguyên dữ ta sắt các kiểu đồ có tùm lum la luôn trời khởi đầu tôi quá may mắn luôn bây giờ xuống đây có quả kim cương đó tuyệt vời nữa nè mọi người. Cái gì đó quá em ơi quá em ơi con sừng cây lên tận nó bắn Sim ôi cứu cứu mình vào vô cứu Sim. Trời ơi thank you baby. Ok nãy á là con sừng cây lên tận nói mà nó không gọi là nó cay mà chưa đến nó là cay ăn nó luôn rồi. Ồ ha khoan con thử cay sừng cây thần chưa. Để tôi ăn con zombie này, tôi ăn con zombie. Ấy da, để tôi ăn con zombie này thử, để tôi ăn nó. Ui, ăn được lên. Ui, gì cái này. Xin giúp biến mất rồi, trời ơi. Ui, cay, còn ăn cũng được nha. Nhưng mà trước khi ăn Sim là, trước khi Sim ăn nói là Ok, lại có bạn nghiện, cay ơi, cay cứu Sim, giúp bỏ tôi à. Rồi, cay ăn tôi đây. Mày đi ra, tao ăn mày luôn rồi mày con. Ăn không? Ăn được không? Ăn được không? Ui! Được á? Được. Ô! Cây nhổ ra tao nhện nè. Cây nhổ ra tao nhện nè. Ok, ăn nó đi cay. Vâng, đây là tiết mục cay lên ăn con nhện nha mọi người. Ây da, bạn nhện ngon quá bạn nhện ơi. Con nhện này bạn phải gọi là xào lên, bạn phải chiên lên mới ngon nữa. Trời ơi. Máu của cay tăng lên full luôn rồi nè sếp. Ok, giờ mày hết giá trị lợi dụng rồi. Biến. Ủa khoan, có cái nào cay nhổ ra tơ nhện không? Coi. Ủa đâu? Ủa mình mới nhổ ra gì vậy? Nè đúng rồi, tao nhận nè. Tức là bây giờ cao con nhện nó sẽ biến thành Spider-Man. Oh my god. Cái bắn là tao nhện rồi đúng không? Đấy. Ok, lưu ý và cái này chỉ là trong game. Mong các bạn không thể ở ra ngoài đời thật. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thank you. Ok. Trời ơi, cao đúng rộng luôn á. Trời con nhện tức là cây. Tao muốn làm người nhện đó. Cái hang này đúng càng rộng luôn á. Đúng rồi, bởi vậy cái máy bảo là cái hang này có thể sẽ giúp chúng ta kiếm được kim cương đấy. Ê, từ từ có con dơi nè, từ từ để cai thử ăn. Cái là Batman nè. Cắt đất rồi, cắt đất rồi, nó cay dầm. Ờ, ăn cái gì luôn rồi. Không ăn được con này bay nhanh quá. Bay nhanh lắm, ok. Bây giờ mục tiêu của tụi mình đó chính là kiếm được kim. Xin mời, từ từ. Cái thằng con nhện này, mình đi cái chỗ khác. Ây da, cái chúng nhện này, cái chúng độc. Trời ơi, mang cái gì vậy? Mang cái mắt nhện đúng không? Ăn mắt nhện đều bị trúng độc. Ồ, trời ơi, các bạn ơi, cái hang này gọi là... Oh my god, con zombie nè. Đấy, cái ở đâu rồi? Xuống đây, ở đây nhiều tài nguyên lắm. Cái đang lấy ít than để làm đèn. Đây, ở đây hơi bị nhiều sắt luôn mọi người, trời đất ơi, thề. Quay, khoan,
sao mình không ăn sắt vô mọi người, để mình có cái sức đề kháng mọi người. Ờ ha, tôi quên mất ăn sắt vô gọi là chỉ là để tăng sức đề kháng. À mà tính ra gọi là thức ăn á, các bạn cũng nên ăn các gọi là thức ăn có chất sắt á mọi người. Chất sắt chứ không phải là cục sắt nha mọi người, các bạn nhớ giúp mình nha, chất sắt. Đấy ok, nó sẽ giúp bạn gãy xương nè, các kiểu là điếu đó, nên các bạn phải ăn uống điều độ vô nè. Đừng có anh em nào mà gọi là cần cái cục sắt ngoài đời ăn nha. Đúng rồi, trời ơi mấy bạn bảo tôi suối rồi. Ok bây giờ mình sẽ ăn miếng thịt bò đã. Nhâm 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 nhâm. Rồi bây giờ mục đích của tôi cái ông tiếp theo là chỉ là kiếm được kim cương. Trời cái gì vậy? Ôi, ông ăn. Ôi, xin thử cái đèn đi, xin thử cái đèn. Ủa, đi. Ăn gì cái đèn. Ủa? Ok mọi người ăn cái đèn vô tụi mình phát sáng dễ sợ luôn. Oh my god, có night version luôn, ảo. Ảo ma thật sự. Ok, ủa. Trời ơi, xin nhìn xuyên thấu cai luôn nè. Cai cũng vậy nè, cai này nhìn xuyên thấu xuyên nè, đặc biệt là nhìn xuyên thấu chết liền. Cai. Oh my god. Không gì đâu chị. Ta nhìn nè. Oh my god, kim cương. Wow. Từ bây giờ mình không có cúp sắt. Chúng ta sẽ cai, hãy nhìn đây. Ăn nó đi Diệp, đúng rồi, ăn nó đi Diệp, ăn nó đi. Ăn đi, đúng rồi, ăn đi. Ủa đây bên nhỏ đó. Oh my god, cái ăn thử đi cai. Ú là trời, cái nhìn này xin chạy đúng nhanh luôn á. Ăn kim cương nào, ăn kim cương nào. Ô là trời. Wow. Thấy không? Ăn kim cương vô mình sẽ có sức mạnh chạy nhanh. Đánh cái kiếm gì đấy và có cái đào nhanh nữa, đây tôi đào thử coi. Ôi trời. Ủa cái tay tôi đấy. Ôi cái gì cái tay nè. Hay quá. Ok vậy thì mình sẽ chế tạo cho mình một cái gì ta? Cái đây. Trời ơi, thì ra ăn kim cương vô tụi mình trở thành siêu nhân luôn mọi người ơi. Là trời. Ok. Cái này hay nha. Mình ăn sắt á thì mình sẽ được một cái sức mạnh bảo vệ nè. Thì chắc chắn là mình ăn những cái loại tài nguyên khác thì mình cũng sẽ được những cái sức mạnh khác luôn. Trời ơi các bạn nhìn này. Ăn cái đuốc vô tụi mình phát sáng luôn á mọi người, hay quá. Trời đất ơi. Cái đuốc này hay phết rồi, cái đuốc này hay á. Mình em e à lộn. Xin thấy cái đuốc này cũng hay phết đó coi. U là trời, trời đất ơi. Ui các bạn, hồi nãy cái tay mình đào đúng nhanh luôn á trời. Hay quá. Ở đây nó có một cái cục gọi là đá luli á, xin biết đá luli không? Biết, là để dùng để gọi là. Ui có vàng này coi. Ăn vàng nữa, vàng này, vàng nè. Ăn vàng đi. Trời ơi, tôi thấy cay từ xa luôn mà tôi thấy cay phát xa các mọi người. Đây, rồi bây giờ để tôi ăn cục vàng cho mọi người coi nè, để tôi biến thành cục vàng này để tôi ăn cho. Nhom vàng nè. Nhom. Woo, hay quá. Ủa. Ok, tức là tôi đã ăn cục vàng. Tao hỏi xem là sao vậy? Trời ơi, mọi người ăn vàng cái tự nhiên tụi mình bay ra khỏi thế giới. Ok, bây giờ mình sẽ đào ra cục vàng tụi mình ăn thử. Đây, cay. Ăn thử coi. Cho cay một cục đi. Đó, ăn thử coi có gì. Bây giờ mình sẽ ăn thử cục vàng của mình nè, cục vàng á. Hay quá. Mình hiểu rồi, tức là tụi mình ăn cục vàng tụi mình sẽ bị bay ra khỏi thế giới. Ồ ra là vậy. Trời ơi, bà bị nguyên rủa rồi mọi người, ghê quá. Lâu cay trở lại rồi nè, cay trở lại nè. Đây, cay trở lại đây. Trời ơi, ăn cục vàng, mình ăn cục vàng đó, cho mình ăn cục vàng các bạn ơi. Ồ, trời ơi, ăn cái gì đúng là vàng rồi. Vàng có giá ghê mọi người, hello cay. Ok, chạy đi qua kia, cay ăn cục luli của cay đây. Đâu, luli đâu. Đâu rồi, rồi, đây. Rồi, luli đâu. À đây rồi, ok. Rồi bây giờ cài rồi sẽ ăn cục luli cho mọi người. Và lưu ý đây là chỉ là video trong game mà các bạn không thể ở ngoài đời. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok để ăn thử rồi. Đây. Ê, đây cục... xin giới thiệu. Hả? Gì? À không, ông giới thiệu tiếp đi. Xin giới thiệu đây chính là cục luli. Các em biết đó, gọi là luli hay gì, lulinh, lulinh. Lulinh. Mình có nhảy cao nè mọi người. Wow. Nhảy cao hả?
hơn được một chút. Ok, bây giờ mình sẽ đem cái này về để mình gọi là có khả năng nhảy cao cho mọi người. Trời ơi. Từ từ. Kai có cái này mới muốn thử nó xem ơi. Đâu, ông ở đâu rồi? Gì vậy? Kai trên đây nè, từ, bây giờ Kai sẽ chế tạo một cái ok, ở đâu rồi? Xin rồi. Đây, gì vậy? Oh my god. Gì vậy Kai? Chết rồi, cái thổ. Làm cốc bia xem. Cái gì vậy rồi? Ông ăn thử coi. Trời ơi, ông định ăn cái soda va. Đấy, rồi bây giờ Kai sẽ ăn được cái soda va nha. Không có gì sẽ ra hết. Mình tưởng nó thú vị lắm chứ. Khoan, đá đỏ nè, đá đỏ nè. Coi đá đỏ được cái gì ta? Đây, tôi đưa cho ông. Đây, rồi đá đỏ có cái gì nè? Có cái nào Kai ăn vô Kai sẽ trở thành cái gì ta? Mười mấy không? Vậy cái này nó liên quan tới... Nãy giờ xin đưa Kai ăn cái hoài nha, nãy giờ. Bây giờ xin phải coi thử. Rồi có gì? Cái này là Kai sẽ tăng được chạy và đào nữa nè. Chỉ nhanh được một tí và chúng ta sẽ có thêm tốc độ đào nữa. Trời ơi, tỉnh ra là ăn mấy cái này vô tôi cảm giác là tụi mình như siêu nhân luôn mọi người, thề luôn á. Đúng rồi. Rồi, ok Kai, bây giờ mình lên mặt đất đi, bây giờ mình xuống hang nhiều rồi, bây giờ mình sẽ lên mặt đất đi mọi người. Rồi, ok let's go. cẩn thận. Sợ rớt quá à. Ôi, cứ đẩy tôi xuống. Ok. Đó. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ lên mặt đất mọi người, dưới này nhiều quá tụi mình bị khùng luôn mọi người, ăn đi được hết trơn á. Đây, đi ok nè, ok, let's go. Woo. A few minutes later. Ok mọi người, tụi mình đã lên mặt đất và bây giờ cách để giúp tụi mình sáng là... Ây da, nhầm. Nhầm. Ta-da, trời ơi, nó sáng quá trời luôn, cảm giác không cần đặt đuốc luôn mọi người. Đấy, ok. Gì bông nhỏ gì vậy? Ê tính ra tôi Jim, cái này nó hay lắm Jim. Cái ăn đuốc vô cái sẽ sáng đúng không? Nhỏ ra nó lại tối. Bây giờ từ tôi bị ăn xin cái là tên. Mày đứng yên cho tao. À nó bắn Jim rồi. Trời ơi, cái bảo Jim đừng đánh nó để cái ăn nó cho. Trời ơi, sao cái ăn được nó đâu? Trời ơi, khổ quá. Ui Creeper. Để lấy cái ăn Creeper. Từ từ xin chết ra. Ok rồi, để coi cái đó thì ăn Creeper như thế nào nè mọi người. Cho tôi miếng thịt của bạn nha. Hay quá. Yeah, cái đánh bánh xác rồi. Hay quá đi, trời ơi là trời, lấy lại đồ đó. Ôi còn hai bà Creeper kìa, rồi ăn nốt luôn cái. Từ xin có đốt không xin, cho cái đốt. Kìa đốt kìa. Đấy, ok đi. Tôi vợ đúng đội đi, đúng rồi, trời đất ơi. Ủa, những cái nhũ áo à, cái lên những cái hái bông hoa cho Sim đi. Ok, cái sẽ hái bông hoa cho Sim. Đây, đi theo tôi. Trời đất ơi, mấy con trời quái nó đang săn à. Nó đang săn mình rồi mọi người, trời ơi. Nhưng mà sao có tuổi để săn tụi mình. Có con Enderman rồi mọi người, u là trời. Trời đất ơi, đây quái vật không mà. Thôi cho mình xin phép được tham xét gì ta. Không nha mọi người, trời ơi, quái vật nó khắp nơi à. Ok, cho mình xin phép nha mọi người. Ui, đảo hoa luôn. Ui, cái nhìn nè. Gì vậy? Nè. What the hell. Ê, Kai, bây giờ mình ăn thử gọi là gì ta. Cobblestone được rồi, cái này là cobblestone đúng không ta? Obsidian nhầm. Ok, để tôi ăn hắc diệt hạt. Ok, đây tôi ăn thử coi. Ê, cái này khó nha. Cái này khó. Này là cắn mòn răng luôn á mọi người. Sắp gãy ra. Rồi, chúng ta có gì đây? Oh, fire. Tức là tụi mình kháng lửa mọi người. Kháng lửa được luôn. Trời, coi. Ôi nè. Ôi, xin đứng vô không bị cháy nè. Từ mình đứng như này mình sẽ bị cháy á mọi người. Ở đây có chết không? Oh my god, quần vàng mọi người. Làm gì vậy? Ê, cái chết có nhiều đồ lắm. Ông bị điên hả? Ông dỡ ra cho tôi. Cái đó. Mở ra cái con đồ. Đứng lại cho tôi. Đứng lại cho tôi. Trời ơi, nhổ ra cái chết còn cái nịch luôn, mọi người tức ghê á. Rồi bây giờ coi còn cái gì không? Hình như hồi nãy tôi thấy cái có cái tổ ong á, cái muốn cắn tổ ong. Được, đây. Đâu rồi ta, tôi nãy tôi vừa thấy ở đây đâu nè, đây, ở đâu ta? Ở bên này đúng không? Bên này đúng không ta? Tôi cũng biết nữa. Đi kiếm quanh đây, trời giờ bắt tôi nhìn tôi chóng mặt luôn mọi người. Có con mực nè.
Nhưng mà ăn con mực nó sẽ nhổ ra gì, nhổ ra cái túi mực, mực mà túi mực không có gì hết trơn á. Ừ. Đen tươi từ lùi luôn. Đúng rồi, nếu mình ăn vô thì mình sẽ trở thành gọi là người đen xì xì, gọi là như gọi là một con ma bóng đêm luôn mọi người. Ở trên những bông hoa màu xanh kìa, cái con lên trên kia hái bông hoa màu xanh đi. Ok, ok. Ô, chim ơi. Ủa? Ô, ông nè. Ủa? Ủa, sao nó xuất hiện lại vậy? Ừ, để cài thử ăn coi. Nhông, 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 nghe nói mà ông ngon lắm. Trời ơi, nó ngon. À, thật ra không được gì hết trơn, chim ơi. Trời ơi, ông ăn rồi, ông nhổ cho mặt tôi làm vậy. Trời đất ơi. Kệ cái ăn là. Khổ rồi. Ui. Tôi nghe gì vậy? Tôi nghe tiếng zzzz nha. Trời ơi, tôi nghe tiếng zzzz nha mọi người. Cái tiếng là tiếng đáng sợ nha mọi người. Ok, bây giờ tôi sẽ quay. Không, tại vì mấy con ong nó đang trong bụng cay á. Mấy con ong nó đang múa múa trong bụng cay nãy giờ á. Trời ơi, ghê quá. Ui, có mấy con thỏ đen nè. Ô, hoa xanh nè mọi người. Ui, ong nè. Chị em ơi. Hả? Tặng chị em nè. Ê, đi chơi vào lúc đi. Trời ơi, tôi muốn gọi là ông tặng tôi một bông hoa màu xanh chất bạc. Trời đất ơi. Ông biết ông mà tàn sát một gia đình ông, ông bảo ông ăn nguyên tổ ông như vậy. U là trời, trời mưa, cho xin được phép tắt mưa cho mọi người. Rồi ông Kai ăn. Bây giờ Kai sẽ gọi là ăn hết những cái bông hoa màu xanh này. Sau đó là Kai sẽ tặng Sim. Wow, không tặng tay không được ạ. Ngoài mấy bông hoa này nó ít rồi mọi người. Nó chỉ được một nửa thức ăn thôi, mọi người không hiểu cái gì nhiều. Tặng Sim đây, Kai sẽ tặng Sim. Đó hoa này, đó hoa này tôi xin tặng nàng. Wow, nàng trong chúa có ơi. Tôi ok, ok thì hiện tại là nãy trừ gọi là trong tất cả các cái tụi mình ăn thì mình nghĩ là cái tụi mình ấn tượng nhất đó chính là kim cương mọi người, bởi vì ăn kim cương vô là trời ơi, gọi là bao nhiêu sức mạnh power của tụi mình là qua như là gọi là gì ta, gần như có hết. Đây để tôi đưa cho Kai một cái, đây Kai nè, vì hai tụi mình cùng ăn một lúc nha. Ok rồi, và lưu ý đây chỉ là trong game thôi nha mọi người ơi, các bạn không được thực hiện ở ngoài đời nha, cả mọi người rất là nhiều. Ok, chuẩn bị chưa? Let's go, 3, 2, 1 ăn. Nhâm 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 nhâm. Wow, tụi mình đã trở thành siêu nhân mọi người đó. Thì ta mình nghĩ là trong tất cả các món gọi là mình nghĩ là kim cương này mạnh nhất. Ồ, khoan, Kai, có một cái mình chưa ăn thử Kai ạ. Ủa gì ạ? Từ từ, các bạn cho mình chích nha mọi người. Cái này mình thấy khá là thú vị mọi người ạ. Và trước khi kết thúc clip, tôi phải ăn thử cái này. Đấy, ok. Cái này tôi phải cho Kai ăn thử mọi người. Đấy, ok. Đây, cái này tôi phải cho Kai ăn thử. Được. Ok, cái này của Kai này. Ok, ăn đi Kai. Nhầm. Oh my god. À, tức là mình ăn tí mình xin nổ mọi người, mình ăn thử coi. Nhầm. Hay à. Wow. Trời ơi, cái này tính ra vẫn có thể dọa bạn bè đúng rồi. Bây giờ bà muốn sao? Bây giờ bà không có đưa mình kim cương, mình sẽ ăn cục tinh tinh này trước nhà bà. Wow, ê Sim ơi, mà Sim biết gì không? Điều đặc biệt đó chính là Sim ăn á, thì Sim sẽ không chết. Còn người đứng bên cạnh Sim sẽ chết. Ông đây nè. Không bị sợ quá. Tôi mất hết đồ luôn. Lần trước đây. Bye bye mọi người, và chúc mọi người mọi thứ tốt đẹp. Và các bạn cũng đừng quên nhấn like, subscribe cho mình với Kai Ran nha. Ăn nhau, bye bye. Bye. Thank you.